Hello, xin chào các bạn. Hôm nay anh Vin mình sẽ đi làm gì ra? Tô màu khủng long. Hôm nay hai bố con anh Vin sẽ đi tô màu con khủng long bạo chúa. Giờ đúng không? Con xong rồi lấy cục theo Rubik 5x5 để tô màu. Đúng thế. Này mình sẽ tô màu cái con khủng long bạo chúa thành những cái màu sắc ở trên cái cục Rubik ấy. Và mình có thể tô màu ở trên những cái gì ta? Mấy cái màu sắc xung quanh này mình có thể tô được hết lên trên con khủng long bạo chúa. Chụp cái trường này này. Chính xác. Bố ơi bố, con xếp cái cục này 6 mặt xong rồi tô màu. Đẹp. Cũng được, được. Rồi bây giờ mình bắt đầu nhá. Dạ. Trước tiên mình sẽ tô cái gì nhỉ? Tô vân cái vân lá này này, đó. Bây giờ mình sẽ tô màu bằng cái vân lá này này. Wow, chắc chắn là sẽ thú vị đấy đúng không? Dạ. Giờ bắt đầu nhá. Công viên quái vật. Bây giờ mình sẽ chọn cái con khủng long bạo chúa này đi ha. Đấy con góc này. Mình có rất là nhiều khủng long đúng không? Dạ. Allosaurus này, Brachiosaurus này, đó. Ồ nhiều quá. Mấy con ta? À, 10 con lận, 8 con khủng long, 1 con nhện và 1 con rết. Bây giờ dưới đây thế này bố. Đây. À phía dưới này chữ ha, nhiều nhện quá. Bây giờ mình tô màu cái con khủng long bạo chúa đi. Con này có vẻ. Ok. Play. Ok, bây giờ mình sẽ chọn. Play. À play đây, để bấm play đây. Ok. Play. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn là bây giờ trước tiên là phải chọn vị trí cái con khủng long này. Mình cho con khủng long ra đây. Cho khủng long nhỏ đấy bố. Nhỏ thôi. Đó, bây giờ mình sẽ cho khủng long nó ra giữa sân trường này trước nha. Ok. Rồi, bây giờ khi nó hiện ra màu vàng, đó, bây giờ mình có một con khủng long. Đây. Một con khủng long bạo chúa, đây rồi. Wow. Đó, bây giờ mình sẽ tô màu cho nó. Ok. Thế để mà tô màu cho nó. Rồi, được rồi, gào rú xong rồi, giờ tô màu. Giờ mình sẽ chọn vào cái chỗ khủng long này. À, xong rồi chỗ My Collection này. New Hunter có nghĩa là à, quái vật mới. Bây giờ mình sẽ có cái chỗ scan này này. Bây giờ tình chụp cái gì ta? Cái lá. À, chụp cái lá nhá. Lá đùa. Đây, lá nào, chỗ nào đây? À, màu này đi. Màu này nhìn nham nhở không? Đó. Đây, cái đuôi của nó thì màu đen. Đấy không, mình chụp không? Mình căn từng cái bộ phận của nó nhá. Ok, cho cái đuôi của nó màu đen và hơi xanh một tí, scan. Hả? Giờ mình có một nó hơi nhiều mình xóa đi một cái. Ok. Rồi. Ok. Giờ mình sẽ chọn nó nhá. Chọn khủng long mình vừa tô đấy. Đây. Rồi, play. Play. Ui. Wow. Đó. Đi lại gần xem nào, Đó, mình có một con khủng long màu lá. Lá cây môn. Ui. Đó. Nó đang ở trên đầu con ạ. Răng của nó màu trắng nhá. Cái đuôi hồi nãy mình tô là nó có màu đen, một chút đen này. À phía sau là nó. Chân. Đuôi đâu có. Đuôi này, cái đuôi của nó này. Đó, có một tí màu đen wow, phía sau. Wow, một tí màu đen. Bây giờ cho nó ra đầu kia tí đi. Đi. Đi, bước đi đó đi ra xa một tí mình mới quan sát được. À. Ok, một con khủng long khoai. Bây giờ tiếp theo là mình tô màu gì ta? Màu xanh á. Bây giờ cho nó thành màu cam, một con khủng long màu cam. Ok. Màu đỏ trên người con nhá. Ok, dạ. Thôi giờ rồi nhỉ. Chọn vào đây. Xong rồi chọn vào chỗ khủng long ạ. À. Chỗ này thì hơi nhiều ha. Xóa bớt một con đi. New Hunter này. Đâu màu đỏ. Đó mình sẽ đưa màu đỏ vào thế này này. Đứng yên. Đó màu đỏ. Cho nó lại gần một tí để nó hoàn chỉnh màu đỏ luôn. Đứng yên. Để cho cái đầu của nó có một tí màu xanh. Ok. Ủa vân vân đẹp đấy. Rồi ok, có một tí màu. Cái hàm của nó có một tí màu màu vàng. Chọn. Chọn nào. Con khủng long màu đỏ, mặc áo màu đỏ của con đấy đúng không? Kiểu như cái áo màu đỏ của con đấy, cho nó lại gần đây tí này. Đấy, bước lại gần đây. Có cái lưỡi màu vàng đấy không? Do hồi nãy mình chọn á. Đó, cho qua bên này tí đi. Thấy chưa? Bây giờ nó đã mặc áo của con đấy chưa? Mặc áo màu đỏ chưa? Giống như là nó bị nướng lên đấy. Nướng hả?
Đang thả khủng long. Đi vô kìa, cô Hằng gọi gì kìa. Đó, em khủng long màu đỏ. Đi thôi. Có gì đây? Ui giời, khủng long màu đỏ, con cũng màu đỏ luôn hả? Ok, giờ mình đã có một em khủng long T-Rex màu đỏ, giống như màu áo của con đúng không? T-Rex là màu giống như màu áo của con đúng không? Đây đây. Ở chỗ này mình có một cái màu lá. Long 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 long. Bây giờ mình sẽ tô màu cái màu lá này đi. Ok ok ok, bây giờ đây, bấm vào đây. Chọn khủng long. À, tiếp theo là chọn đây My Collection, xong rồi chọn một cái lá thầy bố đi. Ô, hết tiền rồi, trời ơi. Ô, cái này phải mua bằng tiền đấy, cái này 69.000, cái này 45.000, 22.000, hồi nãy mình chơi hết tiền rồi à? À chà chà, bạn đã sở hữu mặt hàng này. À, New Hunter, mình đã có cái này, cái X5 này là mình đã mua rồi. Được 5 lần đúng không? 22.000 tô được 5 lần. À rồi, giờ mình đây. Từ, New Hunter. Scan. Đâu lá nào? Lá dưới này, đây này. Đấy gì? Dạ. Này thì nhìn con khủng long nhìn nhăm nhở không? Tô nhá. Dạ. Ok. Bây giờ mình sẽ quay ra xem cái con khủng long nhá. Lại đây. Đâu quá. Rồi, giờ con khủng long mình với tô đây này là con này đúng không? Dạ. Màu nó vừa đỏ đỏ, vừa hồng hồng, đủ các thứ màu này, tổng hợp. Ây! Wow! Trời ơi! Ừ. Cho chim bay luôn kìa, kia kìa bố. Có khủng long bay. Mình thả khủng long ra, thôi. Thả cái ô ngoại giới ra. Từ. À, thả cái... Ô. Không phải, thả cái công viên đây này. Thả công viên thôi bố. Con khủng long này cũng không đẹp lắm nhỉ. Bây giờ mình sẽ thả cái công viên khủng long ra đây. Đó, có rồi. Đi vào đây. Qua đây. Đó, đây này, lại đây xem cửa, lại đây xem. Mình cùng nhau đi vô thì mới được. À, mình bỏ cái này vô. Con khủng long ra ngoài rồi. Con khủng long nó đi ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong cái công viên khủng long này nhé. Đi, đó, đi vào trong. Đây, cánh cửa của nó đây. Mình vừa mở cánh cửa. Ủa, nhảy có đi vô. Xuống ra, đó. Wow. Xem xung quanh có cái gì đâu. Có cây à? Có cây thôi, đấy xem ạ. Ui, cái này là cái tường rồi. Có chim bay. Đi tìm được con khủng long khác. Cho con khủng long bọ chúa nó vào trong này. Ui, trên đây có thác nước này. Wow. Đấy, có cả thác nước. Đây, khủng long nó vào chưa? Quay xem, đấy cánh cửa đi ra nè. Cho khủng long đi vào đi. Đó, nó đi vô đi. Đâu ta? Không có thấy con nào hết vậy. Đó là săn lùng bố. Đây con thằng lùng này. Đi tiếp xem nào. Sao đây ít khủng long vậy? Ở đâu? Sao ở trong này ít khủng long vậy ta? Nó ở ngoài. Trời sẽ có cái gì? Có khủng long bay. Đây thôi. Thấy không? Bay vào mây luôn á. Cái con khủng long bà chúa này đâu ta? Thả của dài. Đâu ta? Đây có cái cánh cửa đi ra thế này, tôi đi ra xem nào. Thả của dài ra nhé. Bây giờ mình thả con của dài ra đi. Đây. Em của dài. Đây. Đây rồi, cổ dài đây rồi. Ôi cổ dài nó đi ra, chuẩn bị đi ra rồi. Cổ dài tối thui vậy. Đây. Một con cổ dài đây rồi. Tí nữa mình tô màu con cổ dài đi. Tối thui vậy. Cho nó cột.
nó đi ra. À, cái bóng của nó. À, nó quay lại rồi. Ủa dài sao tối thui vậy ta? Cái bóng của nó bố. Cắt cái bóng. Cái bóng của nó ở bên này, mình phải sang bên này. Mình phải sang bên này thì mới nhìn thấy nó rõ được đúng không? Đó là mình quay ngược rồi. Đây rồi. Đẹp không Huy? Đây cổ dài đấy, cổ dài đấy. Thả con rết ra, cho nó cắn. Thả rết ra hả? Rồi, mình đã thả cái con khủng long cổ dài ra ngoài rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tô cái con khủng long cổ dài này. Tô bằng cái mặt của con, in cái mặt của con lên cái con khủng long ấy. Thì nó phải nhe răng, cái răng sún ra nhìn nó buồn cười đấy nhá. Giờ tô nhá. Giờ tô cái con khủng long cổ dài này nhá. Bằng cái mặt của con, đó, ok. Đó, đã đây. À, chọn khủng long. Đây, các bạn tôi là khâu xong cái màu gì. Đó, khủng long cổ dài. Đấy. Ủa mà nó chỉ tô được, các bạn đúng rồi. Khủng long cổ dài tô kiểu sao? À đây rồi, ok. Cười lên. Ok, đã tô được cái mặt của con lên trên cái con khủng long cổ dài rồi. Giờ quay lại xem, Ok, giờ chơi này. Chân này, nhìn cái chân của nó này. Nhân đó bố. Chân siêu nhân á, vừa đỏ vừa vàng giống cái áo của con á. Siêu nhân á. Bây giờ thì quay mặt nào, quay bên này, sang bên này, xem cái mặt của con như nào nhá. Đây xem nào. Xem cái mặt của anh Vin in chỗ nào ta. Đâu. À đây, trên cái đùi. cho nó quay là mới thấy. Đây rồi, nhìn rõ rồi. Ui dồi ôi, dẫm được mấy cái bột hoa rồi. Chói quá đây này. Nhìn cái mặt. Chói quá, mình chói mặt trời quá ha. Cái này mình phải chỉnh cái sáng, chỉnh cái bóng của nó ngược rồi. Wow, nó ngược cái ánh sáng ở ngoài rồi. Nhưng mà vẫn thấy cái mặt của con ở trong. Rồi, cho nó sang đây rồi, ok. Đi. Rồi, nhìn thấy này. Đấy. Đó, như vậy được chưa? Ui ôi, nhìn cái mặt của con nó bị uốn éo. Ăn cỏ đi. Ồ, dẫm được bột hoa rồi. Ăn gì thì ăn đi. Mỗi lần nó cử động là cái mặt của con nó bị méo xẹo ra ha. Đấy, chui này. Đây các bạn ơi, tôi là tôi. Có xem nào, làm xong cục Rubik rồi đúng không? Dạ, con làm xong cục Rubik rồi. Nhưng mà cái cục Rubik bây giờ mình tô màu gì cho đẹp ta? Màu vàng, nó chỉ màu một đây, màu kiểu này. Một màu sắc đơn điệu thế này cũng không đẹp lắm. Kiểu này nào bố? À, đây. Đấy là cho nó hoa văn đó hả? Được, xem nào. Ok. À kiểu như cà rô đúng không? Màu xanh, màu đỏ đúng, đi. Màu cái mà đánh cờ á. À rồi, cái bản cờ vua. Đây. Màu xanh, màu cam, màu đỏ đấy nhá. Dạ. Ok, giờ tô cái màu này đi. À, giờ. Bố, cục 55 con mà biết xếp luôn á. Ừ. Yeah. Giờ tô màu cái chọn khủng long. À chọn tô lên con khủng long gì? Chọn khủng long gì được? Con rết đi. T-Rex hả? T-Rex hả? Con rết. Xem thế nào? Không, con rết nó nhỏ quá. Bây giờ mình tô lên cái con cổ dài trước đi. Cầm. Đây con cầm xem nào, con cầm. Màu gì? Màu này thì không nổi lắm, con cầm phải yên, phải đứng yên. Đó đúng rồi. Con phải đứng yên thì, nhưng mà nó vẫn hơi nhỏ, ít ô quá. Bây giờ nó chỉ đứng yên, cầm yên. Chỉ được một chút thôi. Không sao, để xem mà thế nào đó. Tại vì cái cục này nó nhỏ quá. Kêu á. Đấy. Ui giời ơi. Ui, chỉ tô được một tí xíu thôi.
Tức là mình phải có cái ô mà nó caro nó nhiều hơn, rộng hơn thì mình mới tô được. Phải vậy muốn mua Rubik 6x6 đi. À, cho nó quay lại đây này xem nào. Mà cũng đẹp mà. Muốn mua Rubik 6x6 được nha. Còn như thế này cũng đẹp mà đúng không? Đó, 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 đó. Siêu nhân á. Thôi giờ mình đi tìm cái chỗ mà cái tô nào đẹp hơn đi. Cái gạch thì nó hơi ấy quá. Bây giờ mình sẽ tô bằng cái từ từ mình sẽ tô màu bằng cái cửa sắt này trước đi. Ha. À, chọn khủng long. Điều. Đó, đây này. Đấy hoa văn này đẹp này. Ú hoa văn này đẹp lắm Vin. Đó, mình cái tô kiểu như vậy này, cái đầu của nó hơi trắng trắng một tí. Scan. Ok. Mình phải xóa bớt đi, nó chỉ được 3 con thì sao được. Khủng long cửa sắt ở đây. từng đại luôn hả? Có bên đây. Nó làm chữ hay hơn đó. Chữ hả? Giờ mình sẽ in chữ lên nhé. À, đây. Quay lại đằng sau con cái chữ Win Bảo Nguyên kìa. Mình sẽ lấy cái chữ Win Bảo Nguyên này lên trên con khủng long. Ok, chờ đi. Chọn khủng long. New. Rồi. Gồng lên để cho nó căng cái chữ ra xem nào. Gồng ý là cúi xuống một tí. Rồi. Chà, có vẻ như là hơi từ từ nha. Rồi, sắp lấy được hết chữ rồi. Ok. Được rồi. Đã được rồi. Xóa bớt đi một con. Rồi mình chọn cái con mình vừa mới tô ấy. Win Bảo Nguyên. Đó. Ủa nó bị ngược rồi. Ngược rồi. À, nó bị ngược chữ mất tiêu. Vì sao cơ? Do cái camera của mình mà. Nó bị ngược chữ mất rồi. À, con biết vì sao rồi. Nó bị ngược chữ rồi, do cái camera của mình bị ngược chữ rồi. Đúng không? Giống như kiểu camera trước ấy, nó bị ngược chữ mất rồi. Bây giờ mình tô cái gì ta? Cái tô cái màu à. Cái bảng chữ lung tung á hả? Thôi. Nó lại bị ngược chữ, nó không có đẹp đâu. Giờ mình tìm cái vật gì ấy, cái màu sắc đẹp đẹp tí á. Xong rồi mình tô. Ok. Cái tường này đi. Đó, ở đây mình có một cái bảng Corona Ecovi. Bây giờ mình sẽ chọn cái hình nào đẹp đẹp mình in lên trên cái con khủng long. Cái hình nào? Đây. Hình này đấy hả? Có Corona mà. Corona, hình Corona. Hey, hình mấy cái con này đi. Đúng không? Dạ. Thử xem nào. Con này to nè. Được rồi, giờ xem nào, giờ thử nha. Bây giờ đưa khủng long ra. Chọn khủng long. Hết rồi. Vậy là mình còn có X5 hết rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái này. Ồ, bị lỗi. Đã có mặt hàng này, ok, New Monster. Rồi. Đây này, giờ mình sẽ chọn cái hình Corona này nhá. Ở trên cái thân của nó nhé, có hai người đang thở. Can. Ok. Rồi, đã xong rồi, xem con khủng long nào. Từ, quay bên này nè. Rồi, giờ mình đã có cái em khủng long để cho nó đi sang bên này một tí để xem bên cạnh nhé. Đó, quay sang để xem cái mặt nào. Được rồi. Đó, có mấy con virus đang đậu ở trên người nó kìa. Nó để nó quay ngang nào, quay sẽ bước sang đây, bước. Bố cho anh chụp một con này. Đây. Đó. Mình muốn có hình gì là có hình đó luôn đúng không? Con khủng long Corona. Có sợ quá không dám làm kia luôn. Thấy không? Con khủng long này bây giờ đã có virus ở trên cái người của nó rồi. Bố cho con chụp đi. Bây giờ con cho con chụp hả? Dạ. Ok rồi, ok. Chờ tí nhá. Nãy mình đã đi tô màu hai con khủng long. Dạ. T-Rex. Thế con khủng long gì ta? Cổ dài. Đúng. Hôm nay chỉ vậy thôi đúng không? Dạ. Hôm sau hai bố con mình sẽ đi tô màu những con khủng long khác.
Dạ, con nhện rết. Nhện rết. Với con đó là mình chưa thử đúng không? Dạ. Sau mình sẽ đi nhá. Dạ. Ok. Bye. Rồi, chào mọi người nhá. Hẹn những con khủng long lần sau mình sẽ tô màu tiếp. Dạ. Ok.